Kiến thức thú vị và người xem, rất cảm ơn nhà tài trợ Foliage cho video này. Foliage là ứng dụng học tiếng Anh rất hữu ích cho cả người mới bắt đầu lẫn người có trình độ cao, với rất nhiều tính năng tiện lợi, đặc biệt là kho sách miễn phí khổng lồ cùng 27 bộ từ điển, bao gồm cả từ điển Oxford, khiến cho việc học đơn giản như chơi. Người học vừa cải thiện được tiếng Anh, vừa trau dồi thêm kiến thức, lại vừa cập nhật được tin tức mới nhất trên toàn cầu. Hơn thế, nếu gửi mã KTTV cho fanpage của Foliage khi mua gói VIP trọn đời, bạn còn được giảm giá tới 50%. Có lẽ gần đây bạn đã nghe về việc nước ta tạm thời dừng việc đơn phương miễn thị thực cho một số nước châu Âu. Câu này nghe có vẻ khó hiểu. Tạm dừng việc đơn phương miễn thị thực là thế nào? Và thị thực hay visa, bạn đã nghe loáng thoáng vài lần nhưng chẳng hiểu rõ nó là cái gì? Thì hãy xem video này, nó sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn. Đầu tiên, thị thực là cái gì? Rất đơn giản, khi bạn muốn nhập cảnh vào nước khác, cũng giống như muốn bước vào nhà người khác, thì bạn phải được sự đồng ý của chủ nhà. Ở đây là sự đồng ý của nước mà bạn muốn vào, chứ không thể thích thì vào, không thích thì ra được. Như vậy thì có mà loạn hết nước người ta. Và cái sự đồng ý đó phải được thể hiện trên giấy tờ. Cái giấy tờ đó chính là tờ thị thực, hay tiếng Anh gọi là visa. Visa hay thị thực nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế thì tạm dừng đơn phương miễn thị thực là thế nào? Để hiểu cái này, bạn cần phải hiểu đơn phương miễn thị thực là thế nào đã. Đơn phương nghĩa là một phương. Đơn phương miễn thị thực tức là miễn thị thực một chiều. Cụ thể ở đây là Việt Nam miễn thị thực cho nước người ta, nhưng nước người ta không miễn thị thực cho mình. Khi công dân họ đến nước mình, chỉ cần cầm quyển hộ chiếu là họ có thể tự do bay nhảy trên đất nước mình. Tuy nhiên, người dân chúng ta khi bước sang nước họ thì lại không được như thế, mà ta phải xin phép họ, tức là xin thị thực. Mà xin thị thực là xin trước khi bay, chứ không phải đến sân bay rồi mới xin đâu. Bởi vì xin thị thực cực kỳ lằng ngoằng, bạn phải xuất trình cả chục loại giấy tờ, rồi thì phải chứng minh được mục đích sang nước họ làm gì, có mang theo dốc két hay boomerang không. Thậm chí có nhiều nước họ còn yêu cầu phải chứng minh tài sản hiện có hoặc số dư tài khoản, mà số tiền đó phải là khá lớn, cỡ hàng trăm triệu, bởi họ muốn phòng tránh những trường hợp di trú bất hợp pháp. Tóm lại, đơn phương miễn thị thực là mình miễn cho họ, còn họ không miễn cho mình. Vậy tạm dừng việc đơn phương miễn thị thực tức là tạm thời trong thời gian tới sẽ không miễn cho công dân nước họ nữa. Nếu công dân nước họ muốn nhập cảnh thì phải xin thị thực, mình đồng ý họ mới được sang, chứ để họ tự do mang dịch sang thì rất là nguy hiểm. Có thể các bạn thấy Việt Nam lép vế trong trường hợp này. Khi mà công dân nước khác được tự do đến Việt Nam, còn công dân mình sang nước họ thì phải xin phép đủ kiểu. Thì thực ra Việt Nam chỉ đơn phương miễn cho 13 nước thôi, gồm có Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy và Belarus. Ngược lại, có nhiều nước cũng đơn phương miễn thị thực cho Việt Nam như Kyrgyzstan, Panama, Ecuador, Haiti, Kenya, v.v. Và bên cạnh đó, cũng có những quốc gia mà Việt Nam mình ký thỏa thuận song phương miễn thị thực, nghĩa là hai bên miễn thị thực cho nhau, chẳng bên nào phải xin bên nào. Đó là những nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra còn song phương với nhiều nước khác, nhưng gắn kết với các điều kiện là thực hiện công việc ngoại giao. Vậy là nếu nước nào miễn thị thực cho chúng ta thì chỉ cần có quyển hộ chiếu là bạn có thể thoải mái tung tăng nhảy múa. Nhưng hộ chiếu là gì? Thì bạn lại hình dung giống như việc ra khỏi nhà phải xin phép bố mẹ, thì ra khỏi nước bạn phải xin phép chính phủ. Và việc nhà nước đồng ý cho bạn đi hay không thể hiện ở việc có cấp hộ chiếu cho bạn hay không. Nếu bạn được cấp hộ chiếu thì có nghĩa là bạn được phép đi nước ngoài. Tóm lại là thị thực hay visa là tờ giấy chứng nhận một người nước ngoài đã được cấp phép nhập cảnh. Miễn thị thực thì là không cần xin thị thực, cứ thế là vào thôi. Tạm dừng miễn thì là không miễn nữa, muốn vào thì phải xin phép, xin thị thực. Hy vọng video này hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã xem video. Có chủ đề gì hay cứ đề xuất với admin nhé. Admin sẽ cố gắng giải đáp hết thắc mắc của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.